Vừa qua tại Hà Nội đã diễn ra lễ công bố báo cáo triển vọng năng lượng Việt Nam 2017. Lễ công bố do Bộ Công Thương Việt Nam phối hợp với Bộ Năng lượng Hạ tầng Kỹ thuật Khí hậu Đan Mạch cùng Đại sứ Đan Mạch Việt Nam tổ chức. Báo cáo triển vọng năng lượng Việt Nam 2017 là một trong những kết quả hợp tác nổi bật giữa Bộ Công Thương Việt Nam và Bộ Năng lượng Hạ tầng Kỹ thuật Khí hậu Đan Mạch trong khuôn khổ dự án chuyển đổi carbon thấp trong lĩnh vực tiết kiệm năng lượng tại Việt Nam do Chính phủ Đan Mạch tài trợ. Báo cáo được xây dựng trên cơ sở cập nhật thông tin dự báo năng lượng kinh tế vĩ mô, tăng trưởng nhu cầu năng lượng sơ cấp và nhu cầu điện Chương trình quy hoạch năng lượng tối ưu được sử dụng trong báo cáo là một mô hình ba mô của Đan Mạch giúp thiết lập các kịch bản phát triển hệ thống điện của Việt Nam, chú trọng đến khả năng phát triển các nguồn năng lượng tái tạo. Phát biểu tại buổi lễ, Thứ trưởng Bộ Công Thương Việt Nam Hoàng Quốc Vượng cho biết, nhu cầu năng lượng và đặc biệt là tiêu thụ điện năng của Việt Nam luôn tăng trưởng với tốc độ cao, trung bình trong giai đoạn 2001 đến 2010 lên đến 13% một năm và khoảng 11% trong các năm từ năm 2011 đến năm 2015 nhằm đảm bảo an ninh năng lượng và bảo tồn nguồn năng lượng quốc gia chính phủ việt nam đã thi hành những chính sách để phát triển bền vững ngành năng lượng trong đó tập trung vào các giải pháp phát triển bền vững ngành năng lượng tái tạo thúc đẩy việc sử dụng năng lượng tiết kiệm hiệu quả